chỗ cái bảy sợ chết hay sao? Có mấy người? Hai người. Hai người. Đưa hai bỏ coi. Thấy bằng vỏ ra đấy mà. Số 7, số 9. Dạ, trên xe có hai người kìa. À, nó xúc đi rồi mai nó giăng nữa đó. Ủa, mấy giờ nó đấy đang giăng mà. Giăng rồi. Giăng thì ngày hôm qua nó lại tết đó. Ngày hôm qua tết là ngày chắc cuối cùng là nó dở đó, mà không ngờ dính đó. Dính thì nó dính căng nữa. Còn anh không dính thì nó dở dây thì tại vì nó tết lần đầu lần thứ hai nữa. À, có bà này chuẩn bị lấy đi nè, đầu nè. Rồi sao tôi thui thích không thấy. Lát lại xúc ông giờ. Rồi sao tao không thấy. Khu công nghiệp Tân Tạo. Đường số 2. Ông bảy ra cứu trùng kìa anh mấy. Ông ra ông xịt chiếc xe ổng. Lai chứ không lai gần mà. Đi gom này coi, đó, nó đang xịt đó. Xịt chiếc xe. Nó đang xịt chiếc xe đó. Dãy số 7, số 9 là ai ta? Dãy nhà chỗ kế bên hả anh mấy? Dãy số 7, số 9, hai nhà kế bên. Hai nhà mà dốc cao phải không? Hai nhà dốc cao đó. Cái nhà ngay cái đường hẻm, nhà bên kia đó. Thank you.